Ăn bánh mì không nè anh? Mì giòn đã ghê luôn, ngon ghê đó anh ơi. Thiệt sự. Không em ăn su thôi, không bánh mì đâu. Ăn su hả em? Ngủ đi, tranh thủ ngủ đi rồi làm mơ cưng nha. Trời ơi trời, tắt like đi ngủ đi su ơi. Tao muốn lộn mèo hai vòng tao đá vô cái cổ họng mày ghê vậy đó. Rồi tao mới vừa like chưa được 5 phút thật sự. Mới vừa bật lên like luôn. Nó kêu đi ngủ đi. Nó kêu đi ngủ đi. Rồi mỗi ngày không like bắt đầu lên kêu: chị ơi chị like đi chị ơi chị ơi. Tới ngày tao like nó cái đó lên nó kêu ngủ đi. Má ơi má, giờ này quỷ xuyên lê, mày không ngủ mày đập đá xuyên lê. Giờ này mày còn online chi vậy? Mai em thi văn với công dân mà nuốt không vô ngày mai 2 điểm em nha. Đơn giản. Cái môn văn á là cái môn tự mình phải biết. Là tại vì mình là người Việt Nam đó, văn Việt Nam là tự em phải biết. Còn cái môn giáo dục công dân á là ở trong tâm tướng em á. Bây giờ em có học giỏi cỡ nào, em học thuộc lòng cỡ nào, cái tâm em xấu em thi giáo dục công dân cũng không có điểm. Thiệt sự. Nghe có là tâm linh nha. Câm tâm linh không đùa được đâu nha. Tụi bay mà xấu tánh giống như con xiên lê rồi đó, tâm địa độc ác rồi đó, tụi bay học thuộc 10 bài đi, nó vô bài thứ 11. Hứa tụi bay luôn á. Còn mấy đứa mà tâm tốt đúng không, học không học bài nào nó vô cái câu hỏi mở, trả lời đường nào cũng đúng, hiểu không? Mực nước lèo mai lên ơi, đừng để xuống thoại tao lóc mày đó. Chưa lẽ nhắn gì đây? Su ơi, nửa đêm mà em nghe tiếng vợ chồng hàng xóm rình rỉ ghê quá, không biết có sao không mà nghe tiếng kêu thảm thiết quá. Em cưng cứ qua con gõ cửa nó chơi gì vui dạ, chơi với coi. Mày không có bầu tao con mày á xương lê, thiệt. 9 tháng sau mày không đẻ ra mà một thằng con bụ bẩm tao con mày á. Nghe người ta rên qua gõ cửa cốc cốc cốc, giống như hồi đó học cái bài mà cốc cốc cốc, ai gọi đó đâu, gõ cốc cốc cốc, chơi gì vui vậy, cho chơi với coi. 9 tháng sau cái bụng mày bự hơn cái đầu của tao, nó thiệt sự luôn á. Mày đẻ ra một con bú bẩm rồi cái gì. Vỗ tay su nói những câu ai cũng biết. Ờ em đó, câu đó ai cũng biết nói gì vậy. Trời ơi, mặt tôi gọn bân rồi nói cái gì mà mập mấy má. Má nào nói tôi mập lóc đó nghe, thiệt á, mặt tao ốm nhôm. Su ơi gì, su ơi bà chị em, bà ngủ kế bên ồn quá, bà chửi nín đi trời, nhức đầu quá. Thúy Kiều ơi, quay qua lấy hai cái tay bóp lỗ mũi cho bà nín thở giùm su su đi Thúy Kiều nha. Chứ để bà ngủ mà biết ngủ bà an nhàn quá, bóp cái lỗ mũi bà giùm đi nha, cho bà ngủ ngàn thu luôn, bà không có ý kiến được. Trời ơi mấy con quỷ ở tụi nó sập nhà nghiệp tới đó. Cho em ngủ ngoài sau ăn ngồi coi like đi chị, thọt cái tay qua màn hình lấy đi em. Mấy em thọt cái tay qua đây nè, ừ thọt vô, rồi lấy đi, tranh thủ lấy. Trời ơi, tháo cực mi ra, tôi nhìn rợ quá. Nguyễn Thiên Phúc, tao tháo một cái, cả dòng họ mà sợ luôn á thiệt. Giờ để lông mi, một mình Phúc sợ, tôi tháo lông mi ra, cả gia phả Phúc đều sợ. Nha, đàn bà không có lông mi gót coi lắm nha. Xuyên Lê, Su ơi. Gì vậy? Sáng thấy bài Su đăng. Ai ăn gì anh bóc á, su có bán món ăn năng ta, ăn năng sám hối không? Xuyên Lê, mày khỏi sám hối, không có cái kinh nào mà trị được cái nghiệp của mày Xuyên Lê. Thật sự cỡ Xuyên Lê là bây giờ lấy mấy cái nhang đúng không, dầm ra bỏ vô cái cối, dầm ra bỏ nước lọc vô, nước ấm vô cho nó tan ra rồi mày uống nha. Kinh kệ đó, mày xé ra mày để vô nước cho nó dạ nhiễm rồi uống vô mới thấm được nha. Tại nghiệp mày quá nặng, mày đọc không có chữ nó không có vô, thật sự nha. Tôi Xuyên Lê ăn khuya mặt ừ kệ nó. Tôi quấn cái mắt bằng sơn tường hay bột năng mà dày quá, tôi quánh bằng cái nhân phẩm mày đó. Tôi Xuyên Lê Võ Di Hòa sao ăn mà mở miệng vậy tu. Võ Di Hòa nó ăn đâu mở miệng đâu mọi người, nó mở cái bụng đâu nhét lỗ mì chấm giống như dòng thịt nha. Nó không mở miệng đâu mọi người. Mắt bự mắt nhỏ vậy tại vì tao nhấn mắt chưa có điều được không hả? Nguyễn Nhung con Hà Bá nhìn không biết đâu là cái bụng đâu là cái vú, chết cha không có bầu, không lẽ giờ tao có hai đứa con nó nở ở đây ta. Trời ơi trời, gà này là gà tây hay gà ta, gà bóng đỏ mới đứa làm gái đó cưng nha. Trả lời vậy cho vừa lòng ha. Xu này mắt cúp nhẹ nhàng vậy ừ, đâu mắt cúp đâu, mặt mộc đó.
mặt mọc. Con này hồi là gào, mấy hộp này là gào nè đó. Làm cơm trái có đốt nhà không? Chắc chắn phải có đi Minh Đời ơi. Dạ cơm trái khô gà nhà em, em hứa quý vị luôn nha, bao ngon luôn. Và cơm trái nhà em là cơm trái tận nhà ha, cơm trái tận nhà. Để mà làm được một miếng cơm trái như vậy là quý vị đó, phải cần rất là nhiều cái chảo nhỏ. Để rất nhiều cái chảo nhỏ đó ép cơm trái xuống để trong nhà, sau đó phải quả thiêu đốt một căn nhà thì mới thu được một ít cơm trái. Quý vị hiểu không? Đó là cơm trái tận nhà, chứ không phải cơi cơi mà cơm trái mà có được. Phải đốt một căn nhà nha quý vị nha. Cho nên mấy chị ơi, cơm trái nhà em rất là ngon. Ăn, quý vị ăn sẽ có mùi khói. Khói đó là khói đốt nhà, khói cháy nhà. Quý vị ăn cái này sẽ có một cái hơi hướng rất là tâm linh nha. Đó, rất là tâm linh. Rồi, bây giờ em làm cơm trái khô gà nha quý vị ơi. Nữa đi con, cứ để góc bên đây cho mẹ. Cơm trái khô gà nhà em là bao ngon luôn. Một hộp là 120.000 sale trên like. Sale trên like một hộp nửa ký giống gì nha. Một hộp nửa ký 120.000. Đó, để gà vô 120.000 sale trên like 90.000 một hộp. Còn quý vị mua hai hộp em để giá sỉ luôn. Hai hộp là 150.000. Một ký cơm trái khô gà là 150.000. Đọc bản củ chương 7 đi em mua 717, 72, 14, 73, 73, 21, 74, 28, 7 x 5, 35, 7 x 6, 42, 7 x 7, 49, 7 x 8, 56, 7 x 9, 63, 70, 70. Ủng hộ đi em, mua đi em. Rồi, rồi, mua đi cưng. Cơm trái này nấu bằng áp chảo nha, cái nồi nhỏ nha, xiên lê nha. Nha, cái nồi này nấu cháo hồi mà mày bị ở tù đó, tôi vô tôi nấu cho mẹ ăn đó xiên lê, mày quên hả? Một hũ được mấy hộp cơm trái gì? Kim đi, mày vô đây mày điểm giùm tao đi Kim Thi, nghe. Trời ơi, tao nói thiệt nha, mày điểm giùm tao đi, mày điểm trong đây nè. Cái hũ này bao nhiêu hộp cơm trái? Điểm được bao nhiêu hộp cơm trái tao ngồi. Tao ngồi á, tao ngồi tao cho mày luôn, tao tặng mày luôn. Con Kim Thi cỡ với con Kim Thi tao gặp ở đâu ha? Tao kêu lính đè xuống, tao lấy nhíp tao nhổ hết lông nách luôn nha. Không còn lông nách tao nhổ cái lông con, xong tao xe cái lỗ chân lông nách đó, cho nó ê chơi vậy đó, tức vậy đó. Trời ơi là trời, cơm trái ép miếng vậy đó, hỏi bao nhiêu hộp. Mày vô đây mày điếm, mày vô đây mày điếm cho tao đi. 150.000 hai hũ đặt hàng để đi số thoại. Xếp qua New York, mày lượm dây chai các bạn hả gì? Nguyễn Hậu, mày lượm dây chai bên New York hay gì mà kêu xếp qua New York. Bán em miếng lá chanh với miếng con gà đi. Ừ, để Su Su lấy lá chanh với con gà. Hết cái tép lại á, xong rồi cuộn lại nhét vô mũi em, vô nín thở chơi, nghe. Hello em nha. Dạ đừng chọc Su nữa like. Cũng mệt, ừ giỏi hiền nha. Su bán cho em một ký gà tươi. Gà tươi mày ra chợ mày mua, mày cùi mày liệt hả? Cũng giỏi hiền. Cái tên mày hiền mà sao mày, cái nết mày sân si. Có cơm trái con quẹt nha nha. Mua cơm trái đi về cứ má bên quẹt cho mình ăn nha. Ăn cơm trái có SPD không Su? Mụ nội tao ăn gần 2 xe, 2 cần xé, 2 container này rồi nè. Tao vẫn còn BD ngày càng nặng đó. Mày nghĩ coi, mày nghĩ coi. Tao ăn gần 2 container rồi đó nha, hai container cơm trái rồi mà BD tao ngầu. Hồi đó mới chơi là cấp độ 2, bây giờ lên cấp độ 7 luôn là nó cay như mì cay vậy ông nội ơi. Đó mày thử nghĩ coi, ăn ăn cơm trái này hết BD không? Một cách đơn giản như vậy đó, nhỏ nhỏ thôi. Con em đang ngủ, trời ơi, hãy ngủ ngủ đi con, ngủ đi con. Su lai đốt nhà, Su làm cơm trái cho em coi. Để bữa nào chị nhắm bữa nào là bữa live cuối cùng của chị á. Chị đốt của chị quả thiêu chị luôn nha. Rồi chị đốt cái điện thoại chị luôn. Tụi em bên live stream em coi, tụi em trái theo luôn. Mày biết coi quá không Hoàng Minh? Mày biết coi quá không? Kêu coi live stream mà đốt nhà làm cơm trái. Coi cái gì đâu mà hả, tổn thất dễ sợ vậy đó. Hân nào gì? Nãy giờ hỏi phí ship, dạ phí ship 30.000 nha Hân Đào ơi. À, nãy giờ không có thấy phí ship 30.000. Tiền ship 30.000 đúng gì nha. Ship ở đâu cũng vậy, Trường Sa, Hoàng Sa, Côn Lôn, Đắk Lắk, Pleiku ha, ở đâu cũng vậy, 30. Côn Đảo nè. Đó, đảo nào cũng là 30 quý vị nha. Lấy cơm trái nhét vô lỗ mũi. Mày chơi cái gì dễ đầu thai vậy con Quỳnh Ngọc Anh? Mày hết chuyện chơi rồi, chơi đầu thai rồi mày mốt khỏi like nha. Vong linh của chúng sanh, trời tụi bay vô tay, tụi bay đọc văn tế nữa hả? Trời tụi lại tụi bay hát vừa thôi, hát vừa vừa với tôi thôi. Trời ơi, trời ơi, miếng nữa.